Hello mọi người, hôm nay thì mình sẽ sử dụng serum niacinamide của nhà The Inkilis nhé. Đây là một dòng niacinamide được đánh giá khá là ok, nhưng giá thì lại rất là rẻ, phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Công thức của em này gồm có 10% niacinamide và 1% là hyaluronic acid. Niacinamide được đánh giá là một hoạt chất vàng trong ngành skincare với rất nhiều công dụng như chống lão hóa, se nhỏ lỗ chân lông, hỗ trợ trị mụn, làm mờ vết thâm, đặc biệt là giữ ẩm cho da, củng cố hàng rào bảo vệ da. Vì trong công thức có cả hyaluronic acid nên là cái sản phẩm này cực kỳ phù hợp cho các bạn nào có làn da khô, yếu cần được phục hồi. Kết cấu của serum này khá là mỏng nhẹ, khi mà thoa lên da thì mọi người sẽ thấy là thấm rất là nhanh, không gây bết dính. Em này thì gần như là không có mùi nhé mọi người. Với niacinamide thì mọi người có thể sử dụng vào buổi tối hoặc buổi sáng đều rất là ok. Nếu mà mọi người kiên trì sử dụng niacinamide thì sau một thời gian chúng ta sẽ thấy da của chúng ta sáng hơn, lỗ chân lông được thu nhỏ hơn, và đặc biệt là trên da lúc nào cũng sẽ có một độ ẩm nhất định.